Anh lo cho cô ta đến thế cơ à? Đến mức nửa đêm nằm cạnh em, vẫn còn phải xách xe đi tìm. Hôm qua, người gặp cô ta cuối cùng là anh. Anh còn chùi ẻo cô ta là sống dở chết dở đi. Em quên là trên pháp lý cô ta vẫn đang là vợ anh à? Nhớ bây giờ có chuyện gì, cô ta bị tai nạn hay là đi tự tử, có phải là anh bị liên đới không? Sao anh không hiểu nhỉ? Anh lo vì anh sẽ liên quan đến pháp luật. Hay là anh đang lo theo kiểu một người chồng yêu vợ, thương vợ và sợ mất vợ? Em nói điên khùng cái gì đấy? Điên khùng à? Trả lời em, đã bao giờ anh biết mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con chưa? Chưa bao giờ. Nhưng bởi vì hôm nay anh cảm thấy áy náy, cho nên anh mới mua về đúng không? Vâng. Có thể là anh không biết, nhưng mỗi khi anh cảm thấy áy náy hay anh có lỗi, anh đều muốn mua một thứ gì đó phải để bù đắp. Cũng giống như trước đây, mỗi khi anh mua cho cô ta một món đồ gì đó, anh đều mua cho em một cái y hệt đấy thôi. Thế bây giờ anh là chồng của em hay là đối tượng để em nghiên cứu tâm lý vậy? Nếu như anh muốn là một người chồng thực sự của em ý, thì hãy dọn tất cả những thứ rối rắm đấy đi. Nó về nhà rồi. Con này làm mình mệt muốn chết à, tổn hết cả thọ. Cái gì? Tôi thấy bà ấy có trượt phát nào đâu mà kêu tổn thọ, tổn thọ. Cái thằng điên này, chửi cha không bằng dạy tiếng nha. Nha. Mắt cây xè ra hết rồi đây nè. Bây giờ mà không làm một tô phở và một ly cà phê cỡ đại là có lỗi với bản thân lắm luôn. Ê, lát nữa tôi với ông đi ra ngã tư làm một tô phở Thái Lan nha. Đây bà tự túc là hạnh phúc nha. Tôi có hẹn này. Gì? Ông hẹn với ai? Gái. Gái xinh. Ông hẹn với gái hả? Bà nói chuyện kiểu gì đây? Tôi bao giờ thiếu gái đâu. Trời. Nè, trong trí nhớ của tôi nha, ông toàn là bị gái đá đít thôi. Đêm qua chị đi tự tử đấy à? Mày nói cái gì thế? Tôi hỏi chị trả lời ngay. Đêm qua thực sự chị có phải đi tự tử không? Là sao ạ? Là sao? Chị thực sự ngu dốt đến thế à? Ngu dốt? Phải. Con là đứa ngu dốt mà mẹ. Mẹ đã bao giờ dạy con trở thành một người thông minh đâu. Mẹ mặc kệ con lớn lên, không quan tâm con sống chết như thế nào, quyết chọn ra sao. Mà giả sử con có chết đi, thế giới này cũng chỉ bớt đi một đứa ngu dốt thôi. Một đứa có tai như điếc, có mắt như mù, cả thế giới này muốn lừa gạt. Rồi mẹ cũng mất đi một đứa con mà mẹ chỉ nhìn thôi mẹ thấy ngứa mắt rồi. Nó vừa về đến nhà mẹ đã nói luôn, sao không đi luôn đi thì chết đi mà. Ngu xuẩn!